Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến sanhangre.net. Hôm nay shop sanhangre xin giới thiệu với khách hàng mã nồi áp suất Smart Cook của Elmich nha. Sản phẩm có mã là PCS-1800 ạ. Một sản phẩm chuẩn chính hãng, bảo hành 12 tháng. Nồi có dung tích là 5 lít. Đó. Màu nâu tây khá là sang, sạch. Bảo hành 12 tháng, chúng ta có thể bảo hành bằng phiếu bảo hành tại đại lý nơi bán hoặc bảo hành tự kích hoạt bằng tem bảo hành ở trên thân nhé. Chúng ta mở nồi này. Van này. Đó. Lòng nồi là chống dính nha. Chúng ta có nồi này có thể gọi là nồi đa năng. Chúng ta có thể dùng đun nấu, hầm nhừ hoặc nấu cơm, kho cá, làm gì cũng được nha. Tất tần tật trong cái nồi này. Chúng ta có thể sử dụng cái nồi này đều được ạ. Và đây menu của nó này. Ở đây hoàn toàn bằng tiếng Việt, được Việt hóa nên chúng ta rất là dễ dàng sử dụng và thao tác. Và nút cơ hợp với thị hiếu tiêu dùng của người Việt, người có tuổi này. Chúng ta có hâm nóng, hấp, nấu cơm, thịt, cháo, súp và ngũ cốc đầy đủ ở đây nha. Rồi hàng chuẩn chính hãng, hàng có sẵn tại web sanhangre.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.